Xin chào các bạn, mình là Phú. Số điện thoại của mình là 0903 651 824. Mấy bạn có thể kết bạn với lại số Zalo mình đó. Tại vì cái điện thoại nó không có quay tới quay lui được, thành ra là chỉ có cách này mới có thể là quay đặng cho mấy bạn thấy ai đương nói chuyện với mấy bạn thôi. Thì hôm nay Phú sẽ hướng dẫn mấy bạn cách sử dụng bộ sách Cantinen nó hiệu quả lại ha. Tại vì có nhiều bạn thì là xem nhưng mà không có định dạng được, hoặc là chưa hiểu đúng về phương pháp này, thì ra là Phú sẽ nói lại một lần nữa. Và Phú có hai kênh, một kênh YouTube tên là Kanjimori là kênh này, thì trong đó nó có gần khoảng cỡ 300 clip nè, mấy bạn có thể xem thêm nhiều clip khác. Và ở trên Facebook á, thì nó tên là trang tôi đã học 2136 chữ Kanji như thế nào, mấy bạn có thể tham khảo ở trên đó để hiểu thêm. Và Phú đưa hiện tại đang dạy tới bài 1, Phú sẽ chuẩn bị dạy miễn phí cho mấy bạn ở cấp độ N5 và N4. Rồi còn thời gian thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn lên tới trên kia. Còn giáo trình thì Phú hiện tại cũng đã có rồi. Chúng ta sẽ điểm sơ qua giáo trình chút xíu ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là cái bộ hình mà chúng ta sẽ học ở 25 bài. Thì trong đây nó sẽ có từng hình một. Đây là cái giáo trình mà Phú đương giảng dạy. Từ vựng thì Phú sẽ cho học viên học ở trên lớp chứ không phải là để học viên về nhà tự học. Còn này là bộ sách Kanji mà chúng ta sẽ học ở trong xuyên suốt giáo trình của Minamino Nihongo là quyển này ha. Thì cái bộ giáo trình này á, nó nặng là 1 ký 7, nó gồm 3 quyển, một quyển học bộ là quyển này, một quyển học Kanji 25 bài Mina đầu là quyển này, một quyển học Kanji từ bài 26 tới bài 50 là quyển này. Tổng số lượng Kanji ở trong cái bộ này nó là 2.200 chữ, nhưng trong đó nó có 1.300 chữ là nó được sắp xếp theo từng bài đi xuyên suốt từ bài 1 tới bài 50 của giáo trình Mina. Tại vì cái số lượng Kanji đó đó chúng ta cần phải biết để chúng ta làm bài tập Mina, nhưng chúng ta sẽ viết bằng chữ Kanji. Cụ thể giống như là ví dụ như mình trong trong những cái bài tập đó, ví dụ như nó có những cái câu như Watashi wa kaisen, thì cái chữ kaisen mà chúng ta sẽ ghi bằng chữ hội xã viên. Hoặc là ví dụ như Watashi wa kaiju kuto, thì chúng ta phải ghi chữ kanji đó là chữ gia tộc ra trong bài tập Mina. Ví dụ như ekide thì là phải ghi chữ dịch ra, ví dụ như go hàng ố thì phải ghi chữ phạn ra, và tabi mat thì phải ghi chữ thật ra, ví dụ nomi mat thì phải ghi chữ ẩm ra, ví dụ như jiten sa đế thì là chữ jiten sa thì phải ghi bằng chữ tự động sa ra. Có nghĩa là toàn bộ bài tập Mina chúng ta sẽ ghi bằng chữ kanji, từ đó chúng ta mới có thể giỏi kanji được. Chứ chúng ta không ghi bài tập Mina bằng chữ kanji thì có một cái sự thiếu sót rất là nhiều. Còn gửi á, thì ở miền miền Bắc gửi nó sẽ là 3 ngày, nhận được thì mình mới thanh toán. Trong suốt thời gian học thì Phú sẽ luôn là người hướng dẫn và hỗ trợ mấy bạn thông qua số Zalo là 0903 651 824. Khi có gì không hiểu trong thời gian học thì mấy bạn có thể nhắn tin và điện thoại trực tiếp cho Phú. Tại vì á, Kanji nó là một cái khó. Không thể nào mà giáo viên đưa cho các bạn quyển sách thì kêu các bạn về nhà tự học thì chúng ta sẽ không thể học được, tại vì nó khó. Nếu giáo viên không biết đường dạy nữa thì làm sao học sinh biết đường học, thì điều đó là không thể. Thành ra là trong suốt cái thời gian học đó phải có một cái người đứng ra hướng dẫn và hỗ trợ cho mình trong những vấn đề mình không hiểu. Nó giống như là một cái buổi học online vậy đó, thì Phú sẽ là người đứng ra đằng mà hướng dẫn và trả lời tất cả những thắc mắc của mấy bạn trong thời gian mấy bạn học bộ sách này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào xem tất cả những cái bước mà chúng ta cần phải học để làm như thế nào chúng ta có thể có được từ 1.500 tới 2.000 kanji trong thời gian chúng ta học 50 bài Mina. Thì cái đầu tiên mấy bạn cần phải nắm á, nó chính là học kanji thì phải biết âm on âm cưng. Âm on nó có nghĩa là âm ghép, khi cái cụm từ vựng đó, nó có 2 kanji trở lên. Còn âm cưng á, là cái cụm từ vựng đó nó chỉ có 1 kanji, hoặc là xung quanh chữ kanji đó có hiragana thì đọc bằng hệ âm cưng. Thì chúng ta phải phân biệt rõ cái điều này để tránh sự nhầm lẫn. Ví dụ như mình học cái âm on nhưng mình đọc trong cái trường hợp nó là âm cưng thì nó sai, hoặc là ngược lại. Thì chúng ta sẽ kiểm tra trong cái cuốn Mina để mà xem cái nào là âm on, cái nào là âm cưng để các bạn dễ định dạng hơn trước khi mà mình vào học kanji ha. Chúng ta lật một trang bất kỳ trong quyển Mina và chúng ta xem xét để nhìn nhận dạng được đó là âm on hay âm cưng. Thì ví dụ mấy bạn thấy cái hàng này nè, đây toàn là 1 kanji và xung quanh nó có hiragana thì nó sẽ đọc bằng hệ âm cưng ha. Hoặc là ví dụ như chữ chữ này đi, thì cái này nó có 1 kanji, xung quanh nó có hiragana là chữ si nè ha, đây là âm cưng. Rồi theo mình lật một cái trang bất kỳ đi, đây
Các bạn thấy đây là những cụm kanji. Ví dụ này là ba kanji, ba kanji, ba kanji. Thì toàn bộ những cái hàng này nó đều đọc bằng hệ âm on của nó. Có nghĩa là kanji đứng cạnh một chữ kanji khác. Khi cái cụm từ vựng nó có hai kanji trở lên thì đọc bằng hệ âm on. Thì mình thấy ở đây hai kanji đọc bằng hệ âm on. Ví dụ như đây, này là có một kanji xung quanh nó có hiragana, nó đọc bằng âm cưng. Cái này là âm on, ha, cái này là âm cưng. Còn cái này là âm on. Đó, thì chúng ta phân biệt vậy. Nó đặt một cái trang bất kỳ. Các bạn thấy ở đây nè, ha. Hai kanji âm on, ba kanji âm on, hai kanji âm on. Này có chữ hiragana ở giữa, đây đọc âm cưng, ha. Còn cái trường hợp này á, thì là âm on, có cưng. Thì đó chính là cái cách mà để chúng ta hiểu được khi nào đọc âm on, khi nào đọc âm cưng. Cứ thấy chữ kanji đó nó đứng một mình hoặc là xung quanh nó có hiragana, nó sẽ đọc bằng hệ âm cưng. Và cái độ chính xác của nó là đúng 95%. Có nghĩa là 5% còn lại có thể là nó sẽ đọc bằng hệ âm cưng hoặc là bằng hệ âm on. Theo quy tắc, ví dụ như hai kanji đứng cạnh nhau, nó đọc bằng hệ âm on thì nó chỉ đúng 95% thôi. Vẫn có những trường hợp nó hai kanji đứng cạnh nhau nhưng đọc bằng hệ âm cưng, nhưng trường hợp đó nó chỉ chiếm có 5%. Hoặc là âm cưng cũng giống vậy, nó đứng một mình hoặc là xung quanh nó có hiragana nhưng nó vẫn có những trường hợp nó đọc bằng hệ âm on và nó chỉ đúng nó chỉ có khoảng cỡ 5% thôi. Và chúng ta hiểu được cái việc nhận dạng đó, để khi chúng ta học thì chúng ta mới xác định được đọc cho nó đúng cái trường hợp mà nó đứng, thì chúng ta mới có thể học được kanji ha. Rồi bây giờ chúng ta đầu tiên á, để học kanji thì các bạn phải nhớ chúng ta phải học hết 214 bộ. Cái bộ nó là bảng chữ cái của chữ kanji xuất phát từ tiếng Trung. Không ai mà học ngôn ngữ của một đất nước mà chúng ta bỏ qua cái bảng chữ cái của họ cả. Đúng cái phương pháp học tiếng Nhật á, thì ngày đầu tiên mấy bạn học là học tới ba bảng chữ cái là chứ không phải là hai. Đầu tiên là hiragana, katakana và thứ ba là 214 bộ bảng chữ cái của chữ kanji. Thì 95% tất cả các trung tâm ở Việt Nam á, người ta thiếu bước này và là người ta cho mấy bạn học bộ rất là ít. Từ đó nó dẫn tới cái việc là các bạn học kanji rất là yếu. Thành ra là khi học tiếng Nhật thì chúng ta phải học luôn cả 214 bộ và đó chính là bảng chữ cái quan trọng nhất trong ngôn ngữ tiếng Nhật. Đó là 214 bộ ha. Cái bước này là cái bước đầu tiên trước khi vô kanji phải học cái bảng chữ cái của nó. Thì trong bộ sách này nó sẽ hướng dẫn cho các bạn học bảng chữ cái như thế nào. Trong bộ sách này nó có hai phương pháp để học bộ. Một là phương pháp theo hình thức thơ như thế này. Ví dụ mình đọc là mộc cây thủy nước kim vàng quả lửa thổ đất nguyệt trăng nhật trời rồi xuyên sông sơn núi phù đồi, đọc đọc dài xuống dưới này thuộc cái bài thơ này, sau đó nhìn bên đây và đọc lại để nhớ được mặt bộ. Đây toàn bộ là bộ ha. Những chữ kanji mấy bạn thấy học ở trong trung tâm á, đó là những chữ kanji nó vừa là bộ và nó vừa là kanji. Đó là những cái chữ kanji căn bản nhất và nó nằm trong bộ. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua một cái phương pháp học bộ thứ hai, đó là phương pháp do Phú soạn ra để hướng dẫn cho học sinh của Phú. Trong thời gian giảng dạy thì phương pháp này nó nhớ nhanh hơn và nó giúp cho người học có thể trong thời gian khoảng cỡ từ 3 tới 4 ngày hoặc là 5 ngày hoặc là một tuần thì sẽ nắm được hết 214 bộ. Cả cách viết của nó, cả ý nghĩa của nó, cả tên của nó. Thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ vào xem ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc cái hàng này để hiểu ý nghĩa trọn vẹn của bộ, nét của bộ, tên của bộ và ý nghĩa của bộ. Sau đó chúng ta chú ý tên của bộ và những chữ gạch chân này. Đây là những chữ mà Phú sẽ lấy ra để tạo nên cái phần thứ hai là phần này. Thì lúc này chúng ta sẽ đọc nhất một cổm sổ chủ chấm phiệt trái can. Ở gác can là gì? Can là vị trí thứ hai trong thiên can. Phiệt trái là dấu bên trái ha. Quyết móc nhị hai đầu không nhân người nhân người. Quyết móc, móc đây có nghĩa là sổ xuống móc qua. Nhị hai, nhị có nghĩa là số 2, đầu không có nghĩa là không có nghĩa. Thì từ cái cách như thế này chúng ta sẽ 214 bộ chúng ta chỉ đọc có 428 chữ. Từ đó chúng ta mới có thể đọc được nhiều lần. Nó tăng cái độ gia chạm của chúng ta với lại cái bộ đó làm cho chúng ta nhớ. Chứ còn nếu như mà chúng ta học theo hình thức ăn xuôi nó dài quá, chiếm quá nhiều thời gian, nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái độ gia chạm. Nó dẫn tới cái việc là chúng ta sẽ không nhớ được cái bộ đó hoặc là sẽ mất rất là nhiều thời gian, có thể là 2-3 tuần hoặc thậm chí cả tháng mà chúng ta chưa thuộc hết 214 bộ. Thì điều đó là không cho phép, tại vì chúng ta không có nhiều thời gian. Thành ra cần phải có một cái phương pháp tối ưu là nhanh nhưng tăng độ gia chạm để chúng ta nhớ được cái mặt bộ đó.
Ví dụ như nói giặc bắn cung cung kẻ đầu xâm lâm xích bước, giặc bắn bắn là chiếm lấy ha, cung 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 ở đây có nghĩa là cây cung nè ha. Kệ đầu, đầu ở đây có nghĩa là đầu con nhím, sam là lông ha, xích là bước chân đi. Rồi tâm tim qua qua hộ cửa thủ tay chi cành, tâm là trái tim, qua là cây qua, một loại binh khí, hộ là cái cánh cửa, thủ là cái tay, chi là cành nhánh. Đó. Thì từ đó chúng ta sẽ có thể đọc rất là nhanh 214 bộ. Sau khi đọc thuộc cái phần phiên âm này trong bộ sách mới thì cái hệ này được đánh máy nha mà. Sau đó chúng ta sẽ nhìn mặt bộ và đọc lại tập viết những cái này ra. Phô phần này cắt làm lát cạc để có từng tờ chúng ta lật, chúng ta kiểm tra là chúng ta đã nhớ được những cái bộ gì. Chúng ta cũng cứ đọc lại giống như vậy. Nhất một cổn sổ chủ chấm phì trá can quyết móc nhị hai đầu không nhân người nhân người. Cứ đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui để va chạm với mặt bộ, nhớ mặt bộ, cắt lát cạc để kiểm tra lại từng bộ một. Thì nó yêu cầu một cái việc, dù nhớ nó bộ mịch tơ thì phải ghi được bộ mịch tơ, nó bộ thổ đắc phải ghi được bộ thổ đắc, ví dụ như nói bộ huynh quang phải ghi được bộ huynh quang, chứ không phải là học xong rồi bắt đầu cứ nói cái bắt đầu lật sách ra thì không được ha, mà chữ cái phải thuộc lòng. Sau khi học xong cái phần này chúng ta sẽ vô phần kanji. Kanji này nó được chia làm hai phần, ở phía sau là phần có phiên âm, âm Hán Việt và âm On. Đây là bài kanji số 1 ha. Xéo xéo ở đây á, là bộ thành phần phú đã tách sẵn, còn dưới đây là âm Hán Việt và hệ âm On của nó. Có nghĩa là trong chữ kanji nó sẽ có ba âm đọc, một âm Hán Việt, một âm On và một âm Cưng. Thì trong chữ kanji nó có thể có nhiều âm On và là có nhiều âm Cưng, nhưng ở đây đây chính là hệ âm On thông dụng của nó nhất. Khi nó ráp nó sẽ ưu tiên sử dụng những hệ âm này. Và Phú đã tra so với đề giáo trình của Sumatome lên tới N1 và một số quyển từ điển cũng như là bộ sách của Mimikara để chúng ta chọn ra được những cái âm chính xác nhất. Rồi sau đó chúng ta mới ghi vô trong đây để chúng ta học, tránh trường hợp sử dụng một cái âm nó không thông dụng, sau này chúng ta không có xài thì nó hơi tiếc ha. Thành ra đây là những âm nó sẽ được ưu tiên xài trên 95% khi ráp như là những chữ kanji khác. Rồi, ở đây là bài số 1 Mina. Ở đây chúng ta học hai âm, âm Hán Việt và âm On. Còn cái âm Cưng á, chúng ta sẽ học ở trong cái cuốn Mina. Lý do tại sao cái âm Cưng phải học ở trong Mina, tại vì phải tách nó ra. Người mới học á sẽ không phân biệt được đâu là On, đâu là Cưng. Thành ra tách nó riêng ra như vậy đó thì nó dễ. Cứ nhìn vô trong Mina thấy chữ nào giống trong cái bộ sách của Phú thì đó là âm On, đó là hệ âm ghép. Còn nhìn ở trong Mina mà thấy hâm phú trong sách Phú có ghi thì đó là hệ âm Cưng, chúng ta cần phải học ở trong Mina. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ học được âm Hán Việt, âm On và âm Cưng của nó. Còn những cái âm Cưng nào á mà nó không có dạy á thì khoan nó học. Mấy bạn học lên tới N3 N2 nó sẽ chúng ta sẽ học luôn cái phần âm Cưng đó. Chứ chúng ta không có dồn lại học cái một, tại thứ nhất học ở cấp độ N4 nó cũng không có thi. Trong khi đó chúng ta còn rất là nhiều việc phải làm. Và khi học á thì chúng ta nhớ tuyệt đối không được học kanji mà chỉ học âm Hán Việt không. Tại vì nếu mà học âm Hán Việt không á, đụng một cái cụm kanji ở bên Nhật bản thì chúng ta sẽ không thể nào đọc được cái cụm đó bằng tiếng Nhật. Thì nếu mà chúng ta đọc bằng tiếng Việt cho người Nhật nghe, người Nhật sẽ không hiểu. Thành ra chúng ta phải đọc được cái cụm đó bằng tiếng Nhật thì lúc này người Nhật nó hiểu, cho nên nó giải thích cho mình nghe. Chứ không có được đọc bằng hệ, giống như là ví dụ mình đọc vận chuyển sơ tâm giả chú ý ý mì của nên cá Nhật nó đâu có hiểu đâu, đó là tiếng Việt mà. Nhưng mà chúng ta có được phản xạ sinh âm, chúng ta sẽ chuyển cái âm đó sang hệ của tiếng Nhật đọc cho người ta nghe, mặc dù mình không hiểu nhưng người ta sẽ giải thích cho mình nghe. Ví dụ như mình đi ra ngoài đường mình thấy một cái bảng nó ghi là vận chuyển sơ tâm giả chú ý, cái chúng ta có phản xạ âm ơn rồi chúng ta sẽ đọc lại, ví dụ như vận đọc là ưng, chuyển đọc là ten, giả đọc là sa, sơ đọc là xô, tâm đọc là xin, chú đọc là chiêu, ý đọc là y, thì mình đọc là ưng ten sơ xin sa chiêu y. Rồi sau đó gặp Nhật mới hỏi ý mì của nền cá thì nó hiểu, tại mình đương nói bằng ngôn ngữ của nó thì nó sẽ giải thích cho mình nghe. Đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải tránh trường hợp học kanji mà chỉ học có âm Hán Việt không. Và nếu mà chuyển âm á thì thứ nhất là nó rất là chậm. Mấy bạn thấy ví dụ như mấy bạn học theo phương pháp chuyển âm đi, thứ nhất toàn bộ số lượng kanji trong đây mấy bạn phải chuyển âm, sau đó mấy bạn phải ghi nó ra, rồi sau đó mấy bạn phải tra từ điển coi nó đúng hay chưa. Tại vì phương pháp chuyển âm nó chỉ đúng khoảng cỡ 70-80% thôi chứ nó không tuyệt đối. Rồi sau khi mấy bạn ghi nó ra rồi mấy bạn cũng phải ngồi vào bàn mấy bạn học bằng cách đọc và viết. Thì ở đây mấy bạn thấy thứ nhất âm ở đây á, Phú đã chuyển rồi và Phú cũng đã tra so với lại tất cả các giáo trình để chọn ra cái âm thông dụng nhất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là Phú đã sắp nó theo Mina rồi. Để làm chi? Để khi bạn học theo Mina mấy bạn sẽ biết được toàn bộ số lượng kanji đó
và dẫn tới cái việc là bài tập Mina chúng ta sẽ viết bằng chữ kanji, từ đó nó mới có thể chúng ta tạo nên chúng ta được cái kỹ năng viết chữ kanji, chứ không dừng lại ở cái việc là chỉ nhớ mặt chữ không thì không được đó. Rồi sắp theo 50 bài Mina thì Phú cũng đã sắp rồi, thì cái việc còn lại của mấy bạn là gì, chỉ cần đọc cho nó trôi, thâu âm lại, nghe hàng ngày và đọc lại cho đến khi nào thuộc cái bài kanji thì thôi. Thì khi nó thuộc, phản xạ nó sẽ sinh ra cho chúng ta cái amon thông dụng đó, thì đó chính là cái đáp án trong cái đề thi GPT. Ở trên nó cho chữ nhân, dưới đây kiếm chữ zin phanh lại, như ở trên cho chữ thực, dưới đây kiếm chữ su cừ phanh lại. Ví dụ như ẩm thực, ẩm in thực su cừ, đáp lại đọc là in su cừ, và thực su cừ đường đô thì đáp lại đọc là su cừ đồ. Thì cái âm mà mấy bạn học thuộc lòng đó chính là cái đáp án của cái đề thi GPT ha. Thì sau khi bạn đọc trôi cái phần này, thâu âm nó lại xong, nghe lúc mà mình đi đâu đó, đi dạo hay gì đó, mình nghe rồi sau đó chúng ta mở lên và chúng ta đọc theo nó cho đến khi học thuộc lòng. Sau khi thuộc cái phần này, chúng ta chỉ đề cập ở trong đây là chúng ta chỉ cần học để lấy cái phản xạ sinh âm này thôi nha. Sau khi thuộc cái phần này, chúng ta mới nhìn mặt chữ ở đây và đọc lại để nhớ mặt bộ, nhớ mặt chữ kanji này. Và sau đó chúng ta lấy cái tờ này đi photo, để mà cắt ra thành từng tờ lát cạc như thế này để kiểm tra lại. Ví dụ như mình nhìn chữ này, mình nhớ là chữ cú kiêu ha, chữ này hành cô, chữ này chữ giả sa, chữ nguyện gan, để kiểm tra lại từng tờ cho chúng ta đã nhớ được kanji chưa. Kiếm một cây viết chì, tập tách bộ ra những chữ kanji này ra. Chúng ta phải tập tách bộ nó ra để chúng ta biết cái chữ kanji nó gồm bộ gì, bộ gì, bộ gì. Rồi sau đó để tiến vô bài tập Mina, chúng ta sẽ phải ghi lại những chữ kanji đó để tạo nên cái kỹ năng viết chữ kanji. Chứ không phải là nhớ mặt chữ không, mang máng tựa tựa thì không được, phải tập tách bộ ra. Tách bộ như thế nào thì chúng ta sẽ dựa vào cái quyển này. Hoặc là chúng ta sẽ nhìn vào phía sau này. Những cái phần xéo xéo này, đây chính là bộ thành phần Phú đã tách rồi. Mấy bạn có thể dựa vào đó để ghi lại, để khi chúng ta viết những cái bài tập ở trong Mina thì chúng ta biết đường mà chúng ta ghi những chữ kanji đó ra. Thì lúc này chúng ta cứ cộng dồn kanji lên, học trong bài số 1, học tới bài số 2, đọc trôi thâu âm lại các lát cạc. Rồi tới bài số 3, đọc trôi thâu âm lại các lát cạc, kanji chúng ta nó sẽ cộng dồn lên từ bài, từ bài, từ bài, từ bài. Thì thay vì mấy bạn học kanji theo trung tâm á, hết 50 bài mấy bạn chỉ khoảng cỡ 300-400 kanji, nhưng mấy bạn học theo giáo trình này hết 50 bài mấy bạn có ít nhất là kanji của Mina là nó là 1.300 chữ. Còn mấy bạn học nhóm thêm mỗi bài 25 chữ nữa thì tệ lắm, kanji mấy bạn nó cũng sẽ rơi vào khoảng cỡ tầm 1.500 hoặc là 1.700. Và cái thời gian chúng ta học đó chính là thời gian để chúng ta học hết 50 bài Mina, nó rơi vào khoảng cỡ tầm 7 tháng. Thì là 7 tháng đó là một cái khoảng thời gian rất là dài, nó dư cái thời gian để cho các bạn học được 1.700 kanji trong bộ sách này. Và chúng ta nên học sớm, lý do là tại vì á, chúng ta không thể học hết 50 bài Mina mới quay là học kanji thì nó sẽ mất thời gian của chúng ta nữa. Thành ra ngay thời điểm ban đầu chúng ta học luôn kanji thì kết thúc 50 bài Mina, cái chúng ta được đó là kiến thức của 50 bài Mina, đó là cái thứ nhất. Và 1.700 kanji hoặc là 2.200 kanji khi bạn học hết cái giáo trình này, thì khi bước lên cấp độ của N3, N2 thì chúng ta sẽ không cần học kanji nữa, tại vì ở cấp độ dưới chúng ta đã học rồi. Mà ở trên cấp độ N3 chúng ta chỉ xem thêm, học thêm một số âm cưng của nó thôi, tại vì âm on mà chúng ta đã học hết rồi. Còn âm cưng thì do chúng ta học theo Mina, Mina có chữ thì nó dạy âm cưng, có chữ nó không dạy âm cưng. Vậy thì âm cưng đó chúng ta sẽ học theo cấp độ từ từ đi lên, tại vì thứ nhất học sớm nó cũng không thi. Thì chúng ta sẽ học chọn học từ từ. Với lại cái âm cưng nó ít hơn âm on, lý do là tại vì âm cưng nó đứng một mình. Vậy thì một mình nó là một chữ. Vậy thì ví dụ một chữ nó có hai cái âm cưng đi, thì 2.200 kanji nó giỏi lắm khoảng cỡ 4.000 hoặc là 5.000 cái âm cưng thôi. Nghĩa là một chữ nó có hai âm cưng á. Còn âm on á thì nó quan trọng hơn, tại vì á do cái tính chất là nó ráp lại với nhau á, thành ra 2.200 kanji mấy bạn thử tưởng tượng khi mà nó ráp lại với nhau, nó trộn lên thì nó tạo nên một cái lượng từ vựng khoảng cỡ gần 15-20.000 cái từ vựng nè. Ở trên cấp độ N1 nó còn có những cái cuốn sách về chuyên ngành, về kỹ thuật ô tô, về y tế, về giao thông, về cầu đường, về chính trị, về quân sự đồ này nọ. Thì những cái trong đó nó sẽ có những cái cụm từ vựng mà nó đòi hỏi các bạn phải nhớ âm on, đọc được âm on thì mới có thể đọc được cái lượng từ vựng đó. Nhằm khi cái cụm kanji của nó dài, nó dài nhằm khi cả 5-10 chữ cái kanji với lại, và ngay cả các bạn tra từ điển cũng sẽ không thấy được và không hiểu hết ý nghĩa của nó được. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta thấy những cái đó chúng ta phải đọc được. Đọc được nó, đọc cho người Nhật nghe, người ta dễ giải thích cho mình nghe, nó cặn kẽ hơn.
Chứ còn nếu mà học âm hán Việt không thì chúng ta sẽ không thể đọc được cái cụm từ vựng đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cứ cộng dồn kanji lên theo 50 bài. Thì đây là cuốn bài tập Mina này, mấy bạn thấy nè. Chúng ta lật ra, mấy bạn thấy kanji nó rất là nhiều, đúng không? Mấy bạn thấy nè, kanji rất là nhiều, toàn bộ là kanji hết. Đó, rất là nhiều kanji. Vậy thì tại sao những chữ kanji này mấy bạn không ghi nó bằng kanji mà lại ghi bằng hiragana? Tại vì chúng ta không biết chữ kanji đó là chữ kanji gì, không biết nó đọc như thế nào, thành ra chúng ta không thể ghi nó ra được, không biết bộ thành phần. Vậy thì cái bộ sách này nó sẽ giúp cho mấy bạn biết được chữ kanji trong từng bài mina, nó là chữ gì, đọc như thế nào, rồi sau đó ghi như thế nào. Thì lúc này chúng ta sẽ phải làm lại bài tập mina nhưng ghi toàn bộ là chữ kanji hết. Vậy thì mấy bạn có việc nghỉ đọc kanji hàng ngày, nghe kanji hàng ngày, ôm kanji hàng ngày, tập tách bộ kanji hàng ngày, làm bài tập mina bằng chữ kanji hàng ngày, thì cái độ gia chạm của các bạn thấy nó là hàng ngày vậy, thì cái cuối cùng mấy bạn có nó mới là kanji được. Chứ còn nếu ví dụ như mấy bạn cứ tiếp tục làm bài tập mina bằng chữ hiragana thì cái cuối cùng mấy bạn có nó cũng chỉ là hiragana thôi, nó không thể là kanji được. Thành ra là ngay thì điểm ban đầu nên học kanji thì nó sẽ tốt hơn là cứ tiếp tục học bằng hiragana không. Thì đó là những điều mà Phú muốn thưa với mấy bạn. Và khi bạn học theo bộ sách của Phú thì trong thời gian mấy bạn học, ngoài mấy bạn ngoài cái việc mấy bạn tự học học ở trên trung tâm, còn có sự hỗ trợ của Phú khi có vấn đề gì đó không hiểu, hoặc là học thiếu bước, hoặc là trong bước đó học có gì đó sai hoặc là thiếu sót, có gì không hiểu, mấy bạn có thể nhắn tin hoặc là điện trực tiếp cho Phú qua cái số Zalo Phú đọc khi nãy, thì Phú sẽ hướng dẫn cho mấy bạn giống như một cái buổi học online cho từng bạn một. Thì từ đó chúng ta mới có thể tiến xa hơn trên cái con đường học chữ kanji được. Đó, thì đó là những điều mà Phú muốn chia sẻ cho mấy bạn. Rồi, Phú cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại mấy bạn vào clip tiếp theo. Phú cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Phú xin phép.